Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cùng mình trải nghiệm tựa game tiếp theo nha. Ok, đầu tiên sẽ là Người ngoài hành tinh. Ok, let's go. Máy soi. Người ngoài hành tinh. You win, chúng ta đã phát hiện ra. Tiếp theo nha. Bàn tiếp theo. Ai đây? Xanh nè đây. Hẹn nguyên hình. Wow, đấy à. À, bộ xương người. À, người ngoài hành tinh còn biết nhảy nhót. Ok. Đây rồi. Bắn vào đầu. Ok. Tiếp theo đi dò tiếp theo thôi. Wow. Hai người ngoài hành tinh. Chạy làm sao được, hai người chạy làm sao được, chạy vào mắt. Ok, cảnh sát kìa. Cảnh sát bình thường. Người ngoài hành tinh còn tạo vào làm cảnh sát. Đây rồi. Phải bắn. Bắn. Cảnh sát này. Cảnh sát này. Chúa. Ôi trời ơi. Thế này. Ôi. Bắn chọc cả. Ôi trời ơi. Không sao cơ. Hắn là chúa tể nên rất là mạnh. Black. Ô, chạy. Ok, chúng nói game tiếp theo nha. Go. Nuốt trứng. Đây. Nuốt người. Không nuốt được con voi. Nuốt ổ. Nuốt luôn như này. Nuốt. Nuốt cả ô tô. Nuốt cả ô tô. Cảnh sát, xe ô tô cảnh sát. Nuốt hết.
to. And xe cảnh sát, cảnh sát. Luôn xe chở xác cả. Úi giời ơi, người này còn nuốt cả các tòa nhà anh em ạ, khủng khiếp. Khủng kinh. Nuốt cây, nuốt cây, nuốt con voi này bây giờ, nuốt con voi này bây giờ. Nuốt nhà. Chúng ta bị hố đèn khác tiêu diệt rồi. Ok, lại nha. Còn set gì đây, cần mạng à, 2000, let's go. Người này, người này. Đây là hố đen, trò chơi hố đen anh em ạ. Ui trời, chúng ta phải đi luốt. Ở đây thành người đi bộ cũng luốt. Luốt hết. Ô, cái này không luốt được. Thùng rác, rác cũng luốt. Luốt xác, luốt người. Ủa ôi, hố đèn tọt quá. Cảnh sát luốt ô tô. Hiêu cao cổ. Yeah, victory, chiến thắng nha. Ok, chúng mình game tiếp theo nha. Dong. Go. Gì đây? Lỡ ấy. Ok. Cảnh báo. Đây là ôi chết rồi. Ok, táo rồi. Wow, khá là nhiều anh em ạ. Anh em tìm giúp tôi cái xem nào. Có lẽ như là hết rồi. Ok.
mặt trời không được này, súp lơ xanh, nhẫn, yeah, khá là dễ. Ok. Thịt này. Ok, còn thiếu gì bây giờ đây? Bắp ngô. Teo rồi. Oh. Ok, chúng ta thua rồi. Ok. Trò chơi gì đây? Ok. Let's go. Wow, ui chào, ui chào, ui chào, có gì đây? Ui dạ, ui dạ. Xét đánh. Ui. Con bọ ạ. Chúng. Chạy rồi. Wow, con bọ bắn một cái. Ok. Đây game tiếp theo nha. Solo Vivo. Ok, chúng ta còn phải bật mạng anh em ạ. Wow. Ok, chọn tên này nha. Chiến đấu. Wow, một phát trúng, thắng hai tên. Được đấy. Ra gì đấy? À, bà là 395 này. Ồ, thận to đấy. 998 này. Đâu ai á? Không ba chín, không ba chín, trên đấy có hai tên. Tiêu diệt hết. 458 ai đây, cô bé gì đây? 356 à? 356. À, chú chó, chú chó. Ok. Đi đây. À. À, được rồi, được.
Ui dồi ôi. Ui chà. Yêu đi à. Let's go. 3 khác nha. Play Poppy. Concert. Gì đây? Let's go. À, ăn trộm cá à? Cá này phải ngoắt đây. Yeah. Mất cả cá. Ăn trộm cá tiếp nữa à? Lấy cái kiểu gì nhỉ? Oh. 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 Cánh cá. Cá ăn mất rồi. Cần phải có cái ô. Ui, quả bị đánh. Quả bóng à. Lấy trộm kem mà. Cấp 15 cho bắn nước à. Cho bắn nước cái gì đây? Hai cá sấu. Khóc nhẹ cứu cô bé. Tay sờ.
Lấy chậu nước à? Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. À, còn một trò nữa này. Lại là quái vật người ngoài hành tinh nữa này. Mày chà. Let's go. Ok. Wait, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Ok. Go. Quay ngược thời gian. À, người ngoài hành tinh có đến quá từ thời tiền sử rồi. Tiếp à? À, đây. Đây là hộp sọ con người. Rồi ba người liền đầu chọc hỏi. À, xả dạng là con gái à. Xả dạng là con gái à. Xả. Ok. À, tìm tiền. Chiếu à, kim cương, you win. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Thank you, cảm ơn các bạn.